Bắc Nam có nụ cười đẹp, phải bó nó hai miếng mới đẹp. Mẹ em cũng muốn có cháu nội lắm luôn rồi. Em nghĩ là làm dâu cũng có cái tốt. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Chào bạn. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em tên là Phan Minh Phát, năm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên tài chính. Trước đây thì em đã từng du học cũng cỡ 8 năm. Dạ, có bằng thạc sĩ rồi làm bên Mỹ 1 năm rồi mới qua đây làm hơn 1 năm thôi ạ. Rồi, tới bên đây. Em tên là Nguyễn Thị Lan Phương, 23 tuổi. 23 tuổi. Hiện nay làm quản lý bán hàng và marketing cho công ty sự kiện. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Có 3 mối tình rồi. 3 mối tình rồi. 23 tuổi có 3 mối tình là cũng hơi nhiều đấy. Cũng khá. Dạ, được. Biết yêu từ năm lúc mấy tuổi bạn? Dạ, từ năm lớp 11. Mối tình gần đây nhất là mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi chị. 2 năm rồi. Thế tại sao 2 năm nay không có mối tình nào nữa? Tại nói chung là đợt trước có quen cái người mà không tốt lắm, cho nên là dù bây giờ mình quen ai mình cũng cẩn trọng hơn. Chỉ là quen là muốn xác định là ai được có thì quen lâu dài luôn. Là mình tính ngày nào tới tiến tới hôn nhân? Thầy bói nói 2 năm mới đẹp. Thầy bói nói 2 năm nữa mới đẹp, hay đi coi bói lắm hả? Dạ không, coi tử vi trên mạng á chị. Rồi coi tử vi có nói tuổi nào hợp với mình không? 85. 88. Em 88 chị. 88. Vô rồi. Ai bên kia là ta trải qua 3 mối tình rồi. Còn mình lý do tại sao ế? Đi ra qua nước ngoài làm việc 8 năm rồi về đây nữa. Sao ế được? Cuộc đời nó có những cái mà nó ngồi á. Bản thân em ra ngoài em diễn thuyết, em nói làm bất cứ điều gì. Nhưng mà khi mình tiếp xúc với con gái thì em rất là run. Em nhắc gái nhỏ giờ rồi, nó khó mà. Vậy mình run trước mấy mối tình rồi? Dạ mới có một rồi. Việt Nam hay là ở bên nước ngoài bạn? Dạ ở bên nước ngoài. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì là bạn kia thì bạn có chí hướng là ở bên nước ngoài để bạn công tác. Còn mình thì mình phải về Việt Nam, mình trách nhiệm gia đình này kia, thành thử ra là... Nếu người ta học thạc sĩ xong ở bên kia luôn. Tư tưởng em nghĩ là ở đâu làm cũng được. Quan trọng là bản thân của mình á, ở Việt Nam thì em có gia đình, thì em phải có trách nhiệm của em. Và em cũng phải biết giữ lấy cái cội của mình. À. Bây giờ mình đã muốn kết hôn chưa bạn? Dạ muốn lắm rồi chị. Mẹ em cũng muốn có cháu nội lắm luôn rồi. À. Vợ có phải làm dâu không bạn? Thì dạ có ạ. À đó, thấy không ngộ ha. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân sắp tới chưa? Dạ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dạ. Được là cưới luôn đúng không? Dạ. Rồi để mình hỏi bạn gái bên đây xem bạn em có chịu làm dâu không? Dạ làm dâu được ạ. Em nghĩ là làm dâu cũng có cái tốt. Sau này mình có công việc gì đó bận rộn thì bố mẹ có thể hỗ trợ. Chính xác. Dạ. Với lại đặc biệt là em rất là thích nấu nướng, nấu ăn cũng khá ngon nhưng mà có một cái khuyết điểm cũng chắc cũng lớn. Không thích dọn dẹp nhà cửa lắm. Trời sao giống chị quá vậy? Hơi dẻo miệng chút. Hơi dẻo miệng. Cũng được lòng phụ huynh lắm. À vậy hả? Dạ. Còn những cái khuyết điểm của mình? Em hơi thẳng tính, có gì thì hay hụt tuệt ra vậy đó. Chắc đặc điểm của con Bạch Dương á. Trời cô này có vẻ mê tín quá ta. Nhưng mà nó nghe là mình có cái đưa ra cái chuẩn cái mẫu người đàn ông mình cần tìm không? Chị biết Song Joong Ki không? Trong phim á. Nhưng mà em thích cái, em ý em là em Bắc Nam có nụ cười đẹp. Tôi qua tôi coi cái mà. Cười xoay qua đây cười cái coi. Nụ cười này đẹp không anh Linh? Cười có duyên. Mỗi người có một cái nụ cười riêng. Không ai giống ai được trơn. Có khi mình thích nụ cười kia nhưng mà về đây có nụ cười này không đẹp bằng nụ cười kia nhưng mà thích hơn. Anh không thích cái điểm gì ở người con gái? Chú trọng quá nhiều ở vẻ bề ngoài của người đàn ông. Chị mới lừng thừng cái nụ cười cái là em nói chị á phải không? Dạ không nói chị. Ý em nói là giống như là bản thân của em là em không có chú trọng với bề ngoài của đối phương nhiều lắm. Vậy thì bề trong của em có cái gì đặc biệt? Tính tình em ít nói, hiền lành, keo kiệt với bản thân nhưng mà hào phóng đối với lại mọi người xung quanh. Keo kiệt với bản thân là sao mà hào phóng với người xung quanh là sao? Em đi làm rất bình thường, cũng nhiều khi tô phở cái bánh mì thôi. Rồi. Nhưng mà giống như nếu mà người yêu của em mà bữa nào mà thích mà đi ăn gì đặc biệt đó là giống như đi quất cái nhà hàng sang thì em sẵn sàng em chở em đi thôi. À, nhưng bản thân mình thì cũng tiết kiệm nhưng mà với bạn gái là cỡ nào cũng chơi. Dạ. Nhớ nha. Dân gian tao nói là dạy gái. Có đó gọi là ga lăng thiệp chứ có gì đâu. Với lại vợ mình phải sợ chứ, phải học hỏi anh Linh vậy là gia đình hạnh phúc vững bền. Đúng không em? Quên, đi học 8 năm ở bển về ít nhất phải có tiếng Anh rồi gì chứ. Làm bạn hát tiếng Anh rồi gì coi. Rồi bắt đầu nói chuyện với Di Tường bằng tiếng Anh đi. Thôi khỏi, khó qua hát tiếng Anh đi cưng. 2, 3. You must believe fairy tales come true. Ever after happily dreams come true. Just believe in me.
Sao ta hát mà anh Linh gãi đầu vậy? Anh không hiểu. Sao mà nó kể về mối tình giữa hai người mà mong muốn là giống như nó trở thành một cái chuyện cổ tích như vậy đó. Rồi. Không mà nó nghe nè, sao hát giống đọc quá vậy? Em đâu nói em hát hay đâu chị. Người ta có cái khiếu thì dịch ra vậy thôi, được rồi, đừng có đòi hỏi lớn quá. Em biết hát mà, em biết rồi. Hát mà em làm hát bản hát gì mà cho nó xông xông lên coi. Anh Kiên hát buồn quá à. Dạ. Anh Kiên hát buồn nhưng mà anh dễ thương lắm. Rất là thân thiện, rất là hậu luôn. Hôm nay em thích hát dữ lắm luôn. Mà tự nhiên em bị cúm. Kệ lắm sao đâu, hát cúm, hát tao hát cúm. Còn giọng em hát được đó, 2, 3. 2 AM and the rain is falling. Thôi khó quá, bỏ qua luôn đi. Bỏ qua đi anh. Em cúm rồi. Đoạn nó cho qua đi. Mình sẽ cùng giao lưu với người thân để xem ý người thân thế nào ha. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có bạn thân nhất mới từ Đồng Nai lên tham dự. Từ Đồng Nai lên tham dự luôn. Rồi, bạn thân đâu? Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chị Cách Tường. Rồi, chào em. Em thấy anh bên đó như thế nào? Có hợp với bạn mình không? Dạ, hợp đấy ạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ, cũng rất là có duyên ạ. Em có bao nhiêu anh em? Dạ, em chỉ có một thằng em thôi ạ. Có thằng anh nào không? Dạ không. Hôm nay ngoài em trai của em, có mẹ em hả? Dạ có. Quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của cô thế nào? Phát là người đàn ông của gia đình thật thà và hiền lành. Chính là chỗ đó nó hơi kém như bạn gái á. Thật thà chắc Phát từ từ sao có cái gì quý báu sẽ tự tìm đến. Mời em trai của Phát, em thấy tình hình có phát triển được không? Dạ em thấy là có thể phát triển được á, tốt luôn á. Tốt luôn ha. Dạ, em thì không dám có ý kiến cho anh hai nhiều nhưng mà có cơ hội thì có thể thử. Thử gì? Thử hẹn hò á chị. Thử hẹn hò thiệt luôn chứ thử gì nữa. Em có câu nào em muốn nói với bác không? Dạ. Bác ơi, bác có khó tính không vậy? Mình rất là thích người phụ nữ của gia đình biết nấu ăn là tốt rồi. Không, anh nghĩ một người mẹ mà đến đây đã thì một người mẹ rất là hiểu tâm lý của con. Và người mẹ này không có khó tính đâu em. Không, thì thật sự mẹ em không có khó tính. Không có khó đâu. Mà chỉ có nhiều khi lâu lâu dễ bực. Thì đúng rồi, có nhiều chuyện bực phải la lên chứ. Nhưng mà đây cũng phải là một bà mẹ chồng khó tính ha. Dạ, không phải. Khó đâu, đây bà mẹ rất hiện đại. Dạ. Anh thấy được rồi đó, em về làm dâu vậy được rồi đó. Có gì anh chịu trách nhiệm cho. Mẹ là tán thành rồi đó. Em trai cũng đồng ý, thấy cũng hợp lý rồi. Còn điểm gì nữa ta hỏi trực tiếp với nhau luôn cho nó rồi, dễ. Rồi, chúng ta kéo màn lên đi. Đấy, các bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Nhắc tuồng, trời ơi, để mẹ nhắc tuồng nữa. Phát ơi, nó chết rồi. Tại em. Thấy chưa? Mẹ vậy là không bao giờ khó tính, mẹ ga lăng hơn con luôn nữa. Cho anh hỏi quan điểm tình yêu của em đó giờ sao? Tình yêu là chỉ có một thôi, không có chia năm sẽ bảy gì hết trơn á. Tính em có hay ghen không? Ghen miệng thôi, nhưng mà tin thì nhiều hơn là ghen. Anh có lăng nhăng không? Không, anh đó giờ anh chung thủy. Anh thấy em sao? Nhìn em dáng đẹp. Không, em mập lắm. Thật sự đối với anh thì hình dáng bề ngoài nó không có nặng lắm, quan trọng là cái tâm hồn. Nhiều khi em nóng á, em cũng hay xấu tính một chút. Nhéo rồi đúng. Anh có thoải mái không? Thà là em nhéo người ấy thôi chứ em đừng im lặng anh sợ. Nhéo nhưng mà nhéo. Nhéo vừa thôi, nhéo yêu thôi chứ nhéo đau quá, bầm tím người ta cũng không được nha. Nhéo chỗ kính á, nhiều khi cái mặt của người ta vậy mà cắn nhéo lên trên người ta đi làm không được đâu ạ. Dạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ cũng dễ thương. Đó vậy được rồi. Lấy nhau là con cái rồi sao? Con cái là của trời thôi chứ. Ảnh cho mới đẻ đi, của nào mà trời cho. Ý là mình không cần phải kiên cử hay kế hoạch gì hết. Trời ơi, đâu ra nguyên đội banh luôn hả? Không, ý em là mình không cần phải dụ như là nhiều người kết hôn xong thì mấy năm sau người ta mới có con chẳng hạn. Đúng rồi. Mình thì không cần như vậy. Đúng rồi. Cứ tới đâu hay tới đó, không sao hết. Em lo được, thành thử ra tới đâu hay tới đó. Em cũng không ép vợ nữa. Nói chung là vợ nào kêu thôi thì thôi. Trời đất ơi. Dạ. Ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay là không hẹn hò. Chọn hay không chọn. Đồng ý thì nhấn vô. Suy nghĩ cho thật kỹ bạn nhé. Rồi mời bạn Nam để tay nút bấm. 1 2 3 Nắm tay nhau một cái xem nào. Nhắm nắm tay em được không? Đây là những chiếc vé xem phim. Dạ. Một cặp loa của Sao Mắt Y5. Dạ. Nước xịt thơm miệng thảo dược Brilus. Dạ, để tặng hai bạn. Hy vọng rằng với cái sự hiện diện của gia đình hai bên ngày hôm nay, cùng với sự thỏa thuận các bạn về tính tình, về những cái
nỗ lực trong tiến tới hôn nhân đó, chúng ta sẽ giữ vững và phát huy nó. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Quyền Linh. Sở trường của em á, ảo tưởng sức mạnh. Ngoài ngoại hình nó chính là phải độc và lạ. Em không thích một người đàn ông quá trắng. Anh nghĩ rằng chàng trai là một người rất là chín chắn. Và hôm nay có mẹ của anh ấy nữa. Chúng tôi tin rằng tin vui sẽ đến rất sớm với chúng tôi. Chúng ta sẽ nhân đôi cái niềm vui này cho cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Ok. Hả màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường, chào. Bạn nữ nói trước đi, bên đây bạn nam đang rung tay lạnh ngắt như đá luôn rồi đó. Em tên Hoàng Thị Thùy Linh, 25 tuổi. Hiện em là một thiết kế đồ họa. Quê đâu bạn? Dạ, em quê ở Tây Ninh ạ. Tây Ninh. Rồi, rồi giới thiệu đi bạn nam. Dạ, dạ. Em mang tên Phạm Thanh Tâm. Dạ. Tâm. Đến từ Bình Phước. Bình Phước. Ở nghề hiện thiết kế nội thất ạ. À, thiết kế nội thất à? Dạ. Đồ họa với thiết kế nội thất cũng giống nhau. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ, năm em 27 tuổi. Có mấy mối tình rồi? Cũng ít lắm, ba. Ít lắm hả? Ba. Kéo dài bao lâu? 2 năm. Rung quá ha bạn, hít dạ. Thở sâu vô đi bạn. Dạ. Trong thời gian bên đây tâm sự là mình phải lấy bình tĩnh lại nha. Mình có thể giới thiệu cho mình một chút, có những cái điểm mạnh, điểm yếu nào? Sở trường của em á thì hay ảo tưởng sức mạnh. Sức mạnh của em là cái gì? Ví dụ như là em hay soi gương và em thấy em đẹp. Đi tắm em hát thì em thấy em hát hay. Em nấu ăn á, mặc dù không ai khen ngon hết nhưng em vẫn thấy nó rất là ngon. Tự tin tốt. Thì em coi như em đang tắm đi. Em hát một bài thử coi mọi tắm người. Tắm ở đây đông quá chị. Kệ, tắm đông hát hay hơn nữa. Cứ yêu nhau và cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Hay hay. Không, không ảo tưởng sức mạnh đâu, có sức mạnh thật sự. Bạn nam nghe giọng hát bạn nữ như thế nào, đã hết rung chưa? Thật ra bên đây cổ hát cô cũng rung dữ lắm. Dạ, giờ em chị đang hồi hộp cho em hát một bài vậy. Rồi, cho luôn. Em rung quá, lấy... Coi lời hả? Dạ, coi lời. Cái gì? Thôi. Sao em hát bài này mới chép hồi nào vậy? Hôm qua hả? Hôm qua. Sau đây là ca khúc Mắt Đen. Rồi, Mắt Chân Rồi. Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền không là cao xa, không thật gần nhưng chưa chan. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em âm lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã, mặt em luôn dịu êm rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới. Có giấy. Hay, hay, nói chung là hai người hát hay. Ủa, rồi. Ủa đang hay mà dừng giữa chừng vậy? Cầm giấy coi mà đọc chữ không chạy hả bạn? Đọc không kịp. Vậy hả? Hai cặp này thấy là ổn rồi đó nha. Tại sao em lại... Ê. Cái câu này nhiều người hỏi em lắm. Thường á, em chơi chung với một nhóm bạn thì người ta gọi là ế đoàn kết đó chị. Tại vì tụi em chơi chung với nhau, chơi đi đâu cũng có nhau hết, nên là rất là khó kiếm được một người khác để tụi em quen. Trời ơi. Mình cần tìm kiếm một người đàn ông như thế nào? Em muốn tìm một người chín chắn hơn em, tại vì em còn nhiều suy nghĩ hơi con nít quá. Với lại là anh ấy có một xíu gì đó hơi tăng động để có thể hòa nhịp được với em. Rồi bây giờ tăng động hả? Dạ, em tăng động lắm. Tăng nha, chứ phải nâng nha. Tăng động là nó hơi mất ổn định chút. Bây giờ chị hỏi nè, cái nhóm bạn thân thiết của em á, rồi là hôm nay biết em đi tham gia chương trình không? Dạ biết ạ. Rồi bây giờ mấy mốt mà có bạn trai rồi thì bây giờ cái thứ tự ưu tiên là như thế nào đây? Nhóm ế em phải tách cái nhóm ế bền vững nó ra em mới hết ế chứ. Thì em sẽ sắp lịch là sắp lịch sao? Em đi chơi bạn em, rồi những ngày khác thì em đi chơi với anh ấy. Em yên tâm đi, mai mốt cái bạn của em á ha, một năm gặp em được một lần. Tiếng sét ái tình nó ghê lắm. Rồi, bây giờ bạn trai bạn cần một cái người bạn đời của mình như thế nào? Về ngoại hình nó chúng ta phải độc và lạ. Độc và lạ. Quá độc luôn, quá lạ luôn. Ủa mà bạn có cái gì lạ không? Có. Dạ, nói góp cái gì, những lạ gì. Tôi phải coi cái lạ này lạ sao mới được. Không, cũng bên đây cũng độc lạ lắm á. Quá lạ, quá độc. Điều em không thích ở người phụ nữ là cái gì? Sơn móng tay màu đen, màu đỏ vậy á. Tại vì hồi nhỏ xem Tây Du Ký á, mấy yêu quái vậy á. Mạch cốt tinh rồi ha, móng cái đầu vậy ha. Ghê lắm đúng không? Ghê.
chết rồi. Thôi chưa, rồi. Chưa gì hù uống tiêu rồi. Dạ đây. Bạn bên kia bạn có yêu cầu gì bạn trai của bạn không? Hả? Ừ. Trời ơi. Chết rồi. Bạn này độc lạ đó. Dạ. Em không thích gì ở người con trai? Dạ em không thích người con trai ở dơ á. Mấy ông nghệ sĩ cũng hay kiểu bụi bụi đó, ta gọi là bụi. Dạ. Bụi khác còn dơ khác anh. Dơ. Nếu như mà giữa một người đàn ông chung là hói với một người đàn ông tóc dài, em chọn cái nào? Dạ em chọn tóc dài. Mà tóc dài thường dơ dơ. Không, tóc dài vẫn ở sạch được chị. Sạch tóc được. Em dài lắm. Nhưng ông em ý vẫn nói sạch. Là nhà, anh nói thường những người họa sĩ họ hay bụi đó, bụi quá. Thành ra đôi khi bụi bặm luôn. Ừ, nó bặm bụi bặm luôn á. Dạ em biết tại vì em chung ngành em đúng biết. Rồi cái ngành nó kỳ lạ lắm. Dạ. Nhất là mấy ông họa nhưng sĩ. Nhưng mà bụi khác còn với vấn đề dơ là khác nữa anh. Ví dụ như là anh đi ra đường mà anh nhìn ai mà cái cổ áo nó hơi lông loang là anh biết liền. Coi coi cổ áo lại quên coi cổ áo. Đen dữ vậy trời. Có thâm kim không? Quá áo đen quá. Nếu mà áo đen chứ không phải là do cổ bảnh thì bảnh chấp nhận được. Không thích gì người đàn ông nữa? À, em không thích một người đàn ông quá trắng. Đúng rồi, anh thích người đen bởi vì anh đen. Trắng quá mà về quê em mà làm rễ xong đi lên không ai nhận ra đâu. Em không thích một bạn nam là béo quá, gầy thì được. Hông hô, móng thì được. Trời ơi gì lạ vậy. Mày nó hông hô không móm. Tại sao móm mới được mà hô không mà được? Mà nửa hô nó móm thục vô thục ra đó. Nhưng mà tại sao họ hông hô mà móm thì được? Nhớ hô khó hông lắm. Cũng móm cũng khó hông vậy. Đỡ hơn em. Yêu cầu này lạ độc quá. Bên đây đúng là độc lạ đấy em. Bây giờ có lẽ mình gặp người thân chút xíu đi. Em có đi với người thân không? Có anh đi với anh rể với hai chị ruột. Chào anh Linh, chào chị Cát Tường. À chào anh. Anh thấy yêu cầu của bạn nữ bên kia có hợp với em trai mình không? Em thấy rất hợp ạ. Nhưng mà cô bên này có vẻ không hợp với bên kia đúng không? Có gì du di qua lại vẫn được rồi chị. Du di hả? Dạ. Quan trọng chị ruột nè. Dạ, em thấy cũng được ạ, cũng dễ thương. Em hơi ngang bướng á, em không biết là bên gia đình mình có dễ không? Có bắt làm dâu không chị ha? Bên gia đình dễ. Dạ. Đây là Úc mà, cho nên là ở riêng cũng được. Đáng lẽ Úc là phải làm dâu. Ở quê miền Trung á là trưởng là mới ấy, còn Úc thì ở riêng cũng được. À, chị nói vậy là khỏe rồi. Rồi dạ. Bên kia coi em đi em với... Em hôm nay đi có người thân đi theo không? Dạ, có chị gái ruột của em và một bạn cùng phòng à. Rồi, chị gái ruột. Chị xinh quá à. Chị có người yêu chưa? Dạ chưa luôn ạ. Chưa hả? Sao chị không ngồi đây trước mà em ngồi trước? Dạ chắc để em nó đi trước mở đường. Rồi. Đó bên kia nhìn thấy chị vậy là biết em cỡ nào rồi. Dạ. Nói chuyện với chị đi. À, chào chị. Bằng tuổi chị. Bằng tuổi bằng tuổi với da dế gì là lấy em ta phải kêu bằng sau chị. Này về nếu mà chịu kêu em bằng chị thì cũng được. Giờ kêu luôn đi. Chị. Chị với chị đi. Dạ thế bạn nam cũng nam tính, cũng chững chạc, thấy cũng hiền. Có dơ? Dạ không dơ, áo trắng tinh khôi luôn. Chắc có tiềm năng là giải cứu em gái em khỏi hồi ế được. Em đưa bàn tay em lên cho anh này nhìn thấy coi. Trời ơi. Xanh không không. Thôi, mình kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau đi. Gặp đừng có lắp bắp, ráng lên nha. Mở màn lên là em đưa vậy cho chị. Đó, đó, vậy đó. Bắt đầu. Coi chừng cái máu quá. Coi cái bàn tay coi được không? Được à? Được đâu mà được, mà hồi nãy nó không được, bây giờ biết được. Thấy xinh quá rối rồi. Tôi nhìn thẳng vô mặt, tôi nhìn đâu lên đây? Nhìn có thằng làng hả? Nhìn thẳng ngon lên, giờ nói chuyện nha. À, hỏi em là đi chỗ khi yêu á, dạ. hay là vợ kết hôn em cần những gì ở người đàn ông? Em cần một người đàn ông là biết chăm lo cho gia đình nhưng mà thích đi du lịch. Tại vì là em thích đi du lịch lắm. À, giống anh đi ấy em đi phượt á. Bụi á đi ấy. Anh thấy sao vậy em? Đẹp. Tay đẹp nó khác. Trời bởi vì cáo trở dễ sợ lật lọng. Em á thì tính em ngang lắm. Nói ra là em cãi cho sướng thì thôi. Cãi đối lý rồi thì lúc đó mới nhận sai. Rồi. Anh có chịu nổi không? Anh nói à. Cãi đâu có lợi điểm á. Không có vô cãi là bó tay rồi đó. Cô nữ là khi mới sinh ra là phải cho chịu nhiều quá rồi, nhiều quá thiệt thòi, mang nặng đẻ đau hay là anh là gái là đối xử là rung lắm. Rung quá em.
Em đâu có làm gì anh nên sao anh run dữ vậy? Bây giờ em thử nói rồi. Em dễ thương quá, anh yêu em. Thử rồi được không? 2, 3. Em đáng yêu á. Không, nói nguyên câu dài. Em dễ thương quá, anh yêu em. Thử coi có dám không? 2, 3. Em dễ thương quá, I love you. Nói chung là có sáng tạo, không thích làm giống ý. Câu đó được không? Tốt, tốt. Tới cái gì nói dấp cái câu đó không bao giờ dấp mà thấy không? Giờ đây đông người anh rung vậy không nói ra ngoài, có hai người anh cũng rung vậy thì sao? Em, hai người là anh không rung đâu. Không rung, là không vấp. Lúc em sẽ ấy, nhìn X-Men. X-Men là... X-Men. À vậy hả? Em chỉ sợ là y tế thôi. Em, tao thích đi... dưới mưa, không phải mưa to nha. Dạ. Không phải sấm sét mưa phùn nữa. À. Để anh hướng cho em che sau để anh cảm thấy anh to to ra tí. À. Nhưng mà hình như em thấy anh không to. Không to nhưng mà cao. Khỏe rồi. Bình thường anh bát được mấy bao gạo? Nhiều. Nhiều là mấy bao, khoảng bao nhiêu ký? 60 ký. À vậy thì giúp đất nổi không? Hết hết ở lo nhà thì được, còn cái bây giờ hết thử rồi, cái thử hai cái nổi, ta lấy chồng mình phải coi dò coi cặn chứ thấy ốm quá sợ. Nhưng mà nhiều anh cãi đó, 20 cái. Bắt đầu báo cáo hết nào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đủ chưa? 9, 10 hết nổi rồi. 11 chị ơi. 12 trời ơi sắp xỉu rồi, ập mặt đất luôn. 13 14 trời ơi trời. Không nói trời ơi tay lạnh ngắt luôn, lạnh từ đầu tới cuối tao ngồi được rồi. 14 cái cũng tạm rồi hả? Sao cảm em cảm giác, cảm giác khỏe chưa? Dạ khỏe rồi ạ. Không, 14 cái cũng được rồi đó. Dạ. Chứ giờ đàn ông là bảo đảm em chừng 5-6 cái à. Rất là dễ thương. Ok. Đây. Giờ lo lắng với cô kia bấm thôi. Quan trọng có bấm hay không thôi đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đổ mồ hôi rồi. Mồ hôi kê đổ hết trơn. Cho ông hít đất là tạo cơ hội cho ông nóng người lên, ông đỡ rung nữa mà ông còn rung nữa kìa. Chúng ta đang đi đến một cái thời gian khắc hết sức là quan trọng với cuộc đời của mình. Đồng ý hẹn hò, không phải hẹn hò thử mà quyết định một điều gì đó xa hơn nữa. 3 2 1. Hết thời gian. Đấy. Chúc mừng các bạn nha. Nắm tay nhau và cho hết tình. Anh chỉ lo là cô gái cái bên đấy đó, thấy chưa, nó mạnh mẽ thế. Bàn tay yêu quái đó. Sao? Đẹp không? Đẹp. Giờ nắm tay cảm giác sao? Hết rung. Hôn tay cái. Có hôn gì đâu. Không để vậy nè. Cười mũi hả? Không dám luôn á. Hôn gái ma. À, hôn má. Đây là những chiếc vé xem phim và một món quà của Sao Mắt Y Năm gửi tặng các bạn. Đây, món quà nước xịt thơm miệng thảo dược Relax dành cho hai bạn. Yeah. Chúc hai bạn sẽ nhanh chóng đi đến được bến bờ hạnh phúc. Yeah. Đừng quên ông Mai Bà Mối và chương trình nha. Dạ. Yeah. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Người vui vẻ hòa đồng nhưng mà con nóng tính lắm, với lại con ngang ngược lắm. Lực xấu là đói bụng hay quạo. Thôi, ai cũng quạo. Rất lười làm việc nhà. Lười. Em nghe nói như anh lười làm việc nhà đúng không? Cũng nhà ba làm không. Về ngủ rồi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ là mời nhà trai giới thiệu trước. Dạ, nói đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào khán giả chương trình. Và chào bạn nữ. Em tên Lý Minh Tân, hôm nay 30 tuổi. Nghề nghiệp là lái xe, em lái xe cho công nhân viên thôi. Là thành phố thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Quê ở đâu Tân? Dạ em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. À, dân Sài Gòn. Dạ em ở quận 5. Quận 5. Mình nói giới thiệu về bản thân coi. À, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Yến Lan, năm nay 27 tuổi. Hiện tại đang là nhân viên kế hoạch ở Biên Hòa, Đồng Nai. À vậy hả? Là ở đâu?
Dạ con sinh ra ở Tân Phú nhưng mà con làm việc ở Biên Hòa Đồng Nai. À rồi, bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm với Tân cho bằng gái nha. Ưu điểm của em thì rất là có trách nhiệm trong công việc, rất là đúng giờ. Còn nhược điểm thì em chỉ có tật xấu là đói bụng hay quạo thôi. Thôi ai cũng quạo, anh đói bụng anh cũng quạo nữa. Sáng trưa cho ai ăn uống gì chứ. Gọi gì nữa Tân? Chứ rất lười làm việc nhà. Lười. Nhưng mà em cái gì cũng làm được nhưng mà chỉ có là lười thôi. Lười thôi, chừng nào có vợ thì dạ. Có vợ là siêng liền anh. Siêng liền đúng rồi. Cái gì cũng làm được nghe, chỉ có lười có nghĩa là không làm gì hết á. Rồi mình đi, mình giờ mình nói về mình đi. Cặp dạ. Này hay nè, bên đây tên Tân, bên kia tên Lan, là đôi Tân Lan. Tân Lan. Dạ con là người vui vẻ hòa đồng nhưng mà con nóng tính lắm, với lại con ngang ngược lắm. Cỡ nào? Con ghét người ta thì con ghét cũng sẽ chia làm 3 cấp độ ghét. Ghét thứ nhất là ghét ít ít thôi. Thì dạng hỏi thì con trả lời, còn không thì thôi con không bao giờ chủ động con hỏi người ta hay bất cứ cái gì. Cái cấp độ ghét thứ hai á dạng là ghét vừa vừa. Thì dạng là con phải giống như là người ta nói thì con phải móc lại một câu. Ăn miếng chậm miếng lại. Dạ đúng rồi. Con giống cái cô ngồi ghế kế bên con đó con. Cấp độ thứ ba là cấp độ là vô cùng ghét. Thì con sẽ không nghe, không nói, không quan tâm. Con coi người ta như là không khí vậy á, nhưng mà không phải khí oxy mà là khí CO2 á. Chơi chiến lược 3-0. Dạ. Và coi người ta là tàng hình đi. Khi mà con có bạn trai đi, con sẽ đi ăn chung với bạn trai đó. Thì kêu đồ ăn ra hết á, con ăn được bao nhiêu con ăn, nhưng mà cái số lượng còn lại bạn trai phải ăn hết. Trời ơi. Rồi mới được gì à? Dạ đúng rồi, ăn phải ăn. Con không cần biết thời gian ăn là bao lâu, nhưng mà cứ ăn đi, ăn cho hết được con mới trở về. Ông mới ăn qua tới đó. Con ăn nhiêu còn nhiêu, bạn trai ăn hết mới được về. Dạ. Con bắt ăn nhưng mà con lại không cho mập. Con ăn mà không cho mập sao được con? Dạ. Thì vậy, có người ấy không ăn cũng mập với con. Ai nói không ăn mà mập vậy? Quỷ hả? Mệt chứ sợ luôn á. Ngang ngược mà nóng tính như vậy thì là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ con có 2 mối tình. Dạ lâu nhất là khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó thì cũng có sở thích ăn, nên là con bắt ăn thì càng thích. Nhưng mà tại sao chia tay? Có nhiều cái lý do lắm, nhưng mà con nghĩ là hậu đậu lăng nhăng á. Cái hậu đậu ghê lắm cô. Đi trên đường đi, nguyên cái đống cát vậy thôi, người ta chạy người ta né cái đống cái cát đó ra đi. Dạng anh hùng rơm á cô. Bay vô giữa đống cát xong rồi té cái xòe ra giữa đường. Té cái xòe. Để qua thăm nom cái bên nhà trai cái coi. Trai mà hậu đầu thân dữ lắm mình. Dạ chị Dương. Chào cưng. Dạ. Sao nãy giờ cứ nghe bạn này nói chuyện về cưng có bị gọi là mất hồn không? Dạ cũng có chút. Ăn à? Dạ. Ăn mà không được mập à nha. Ăn cỡ nào mới mập? Tưởng mẹ em ăn không nổi. Rồi bây giờ em có mấy mối tình rồi? Trước giờ thì em chỉ có một mối tình chính thức thôi, kéo dài một năm. Một năm rồi bao nhiêu cái lẻ tẻ? Dạ, mấy cái đó thì em không cho nó là tình yêu. Một năm lý do tại sao chia tay? Cũng có ngày đẹp trời em lên Facebook em lướt thì em thấy em cao hơn vài cm như vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Lại bị cắm sừng. Dạ. Thôi được rồi, thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình long tìm hiểu bên đây nè. Như vậy thì cái gu của em, cái mà cái gọi là cái tiêu chí của em, tiêu chuẩn của em về bạn gái là như thế nào? Cao 1m60 trở lên. Tại vì em cũng đây cao nhồng luôn á. Dạ. Mũi cao, có cặp mắt biết cười. Chúng ta đi tôi coi mà biết cười không? Bà nhìn tôi là đi nhìn, bà con. Là nhìn như cặp mắt giống như là đang cười á. Vậy vui. Dạ. Vậy là miệng khỏi cười đúng mắt. Dạ, đúng rồi, có những người nhìn như cặp mắt là thấy vui rồi. Mắt cười như nè lên. Đúng rồi. Nói chứ cười không nè, nhìn cô. Mắt nó là cười nhưng mà hơi buồn ngủ xíu, em tự em cảm nhận. Dạ, nha. Dạ. Dạ thì tính cách thì dịu dàng xíu. Cái này giờ nó nói nó ngang ngược đó rồi. Dạ, sao hả? Ngang ngược đâu có đi đôi với dịu dàng đâu. Em hướng dẫn lại được không? Dạ được. Hướng dẫn được không? Dạ được. Dẫn coi ai hướng dẫn ai biết rồi. Bây giờ mình có dịu dàng hay không nè, mình nói một tiếng một đi nè. Dạ không. Đó thấy chưa, nó khẳng định luôn đó. Cá tính chút xíu cũng ok chị. Cá tính đó nha. Rồi gì nữa nè? Đừng có thảo mai quá, với lại có cái gì bản tính xấu hay là đẹp gì cứ bộc lộ hết đi. Tại vì ở bên cạnh em cũng không cần phải giấu giếm cái chuyện đó. Tại vì em đã thương người thì xấu đẹp gì em cũng chấp nhận. Cái câu cuối cùng của bạn là bạn này là có hết luôn á. Có sao nói vậy người ơi đó. Dạ, không có giấu giếm luôn. Thà ta thật lòng vậy còn hay hơn.
Thôi, bạn gái muốn người yêu của mình như thế nào? Đầu tiên là phải cao hơn con. Chắc chắn. Giờ mình cao nhiêu nè, mình nói nè. Dạ, con cao 1m7. Đó, cao 1m7 đó. Mà con hay mang giày cao gót nên là thường là khoảng từ 1m75 đổ lên. Cho 76 luôn đó. Bên đây nhiêu? 1m8. Thấy chưa, cao hơn tới 10 phân được chưa? Chấp con luôn á. Dạ. Rồi gì nữa con? Theo đạo Phật. Anh đạo Phật. Rồi. Không hút thuốc lá. Có hút thơm thơm râu thôi anh. Có hút thơm râu thôi. Nhưng mà con dạng con không có chấp nhận người hút thuốc lá. Tại vì con bị dị ứng với lại thuốc lá nên là con không có ngửi được. Đúng. Bỏ được không? Dạ được anh, bỏ. Bỏ được. Dạ. Thơm râu thôi mà, cạo râu là hết hút. Dạ, là một người cư xử lịch sự và lễ phép. Và cái cuối cùng con mong đợi đó là một người có một cái nguồn năng lượng sống tích cực. Đúng, cái này hay nè. Có tích cực không em trai? Dạ, tích cực. Những lúc buồn thì sao? Có ghi lên Facebook không? Dạ không. Ừ, có ghi gì tiêu cực không? Em không có chơi Facebook. Không được tích cực lắm. Phải chơi Facebook để tìm hiểu những cái điều tích cực này kia chứ. Chứ chơi, có chơi Zalo không? Dạ có. Không, cũng dễ thương. Nói chung hai này cũng được, cũng hợp. Dạ. Gái đi với ai? Dạ, con đi với lại anh chị con. Em chào anh Nguyên Linh và chị Hương Vân ạ. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Nếu như mà em muốn tìm hiểu Yến Lan thì phải có động lực rất lớn. Dạ. Luôn lúc nào các bạn đang có hoạt động liên tục như. Là sao phải tăng động mới theo được bé này tăng hả? Tăng động đúng rồi. Dạ, em thấy đàn trai là cũng hợp với lại bé Lan hả? Dạ, mong là hai người sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Anh đi với ai tên? Dạ, em đi với chị họ, em ruột em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Tân. Theo như Tân nói là Tân muốn tìm một bạn gái cao, dễ thương, đôi mắt biết cười. Thì chị Ngọc thấy ở đây là bạn hội tụ các điều kiện của Tân muốn rồi. Theo chị nhận xét về bạn Lan á, thì Lan là một người luôn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống. Luôn thích thay đổi, thích cái mới, thật thà, thẳng thắn. Thì mong là sau chương trình này thì Tân có thể có cơ hội để quen với Lan và tìm hiểu những cái mới mẻ của Lan trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Anh có món quà em tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là một cây xương rồng. Mà loài hoa là em thích nhất luôn. Muốn tặng anh. Cảm ơn. Và cái cây xương rồng này á, thì nó cũng có ý nghĩa trong tình yêu. Dù cho ở ngoài sóng gió bão tố như thế nào, thì cái cây này nó vẫn luôn vươn tới ánh sáng và phát triển. Thì cảm ơn. Dạ. Nó Tân nhìn coi coi đôi mắt cái này có phải là đôi mắt biết cười không? Dạ đủ đủ cười. Đúng không? Đôi dạ, mắt biết cười đúng không? Đúng rồi. Có răng khệnh đó chị. Đó, răng khệnh. Dễ thương với lại có đồng tiền, em cũng thích điều đó. Đó. Em tìm kiếm điều gì ở người đàn ông? Em coi trọng sự chung thủy. Đối với em á thì xấu đẹp không quan trọng, cao thấp thì cũng có vấn đề đó. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua hết. Anh thì trong tình cảm á anh có hai điều là một là khi yêu á anh rất là nhiệt tình, hai là nếu mà trong một trong hai người mà không còn yêu nữa thì nói nhau một tiếng thì nó dễ xử hơn, chứ đừng có giấu giếm anh chuyện gì mệt lắm. Em muốn hỏi anh gì không? Dạ, anh còn liên hệ với người yêu cũ không anh? Không, anh cắt đứt rồi. Cái câu hỏi của em cũng là câu hỏi anh muốn hỏi em luôn á. Dạ không ạ. Thường á thì khi anh buồn anh sẽ làm cái gì anh? Anh thì chỉ có cái sở thích là nuôi mấy con bét. Thú cưng của anh là con gì anh? Anh nhà anh nuôi hai chó. Em thì em ghét chó lắm. Ghét chó hả? Dạ, em ghét những con gì có lông lắm. Vậy anh cạo lông đó. Trời, có ác vậy em. Chó nhà anh nó biết đi hai chân đó. Tự nhiên đó chó nó đang đẹp vậy cạo lông còn gì chó. Chó nó phải cạo lông anh. Thôi. Con chó chứ không phải con cừu đâu mà anh cạo lông đó. Chó đó chó cừu mà, chó bút đồ. Nó làm như con cừu vậy, cạo lông nhìn thấy ghê. Không, nhưng mà có một cái loài chó mà nó không có lông luôn á. Thì thà mua chó đó về đó. Ai mà mua chó có lông được cạo lông ta. Đừng có gì tình yêu mà đi cạo lông con chó. Uống chó dễ thương vậy, mắc gì ghét nó trời. Dạ con không có thích bất cứ con gì hết á. Chó mèo hay con gì con cũng không thích á. Không lẽ cuộc đời con không thích con gì hả con? Dạ con thích con trai. À.
Rồi con có bắt ảnh cạo đầu đi không? Dạ không. Ủa, thì nó không thích, nó không thích tất cả các loại lông mà. Đây là tóc cái mà. Cái đó là tóc chứ không phải lông. Tóc là nó cũng là lông đó. Lại lông. Là một loại. Không có lông anh. Lông măng anh. Lông cạo. Măng. Lông măng cũng cạo nữa anh. Chỗ nào có cạo? Con hỏi anh coi sao anh tài xế thường là đào hoa lắm mà. Sao anh lên chương trình này? Vấn đề tài xế đào hoa thì đó là chắc là thời xa xưa ông cha ta để lại vậy thôi chứ. Bây giờ khác gì. Suốt ngày ôm vô lăng, tối về lại ôm gối ngủ. Hay là tại quen nhiều người quá nên bị ế hả? Không có, quen nhiều người sao gọi là ế được em? Thả thính nhiều. Người ta nói là lắm mối tối nằm không á. Đúng rồi, lắm mối tối nằm không nhưng mà anh không biết thả thính. Em cảm nhận thấy anh sao? Em thấy anh là người cũng khá là hiền lành, dễ thương mà em không biết anh có ít nói hay không. Anh Đức cũng là một người khá là kiệm lời á. Nhiều khi những cái gì là đáng nói thì anh mới nói, còn không thì anh cũng ít nói chuyện lắm. Em á thì là người dạng em là người thích trao đổi thông tin. Mà đúng khi rồi. Em trao đổi thông tin á thì em muốn người ta tương tác với em, chứ không phải là em nói một câu cái ừ xong rồi hả, rồi ủa vậy hả. Cái đó là đối với những người ngoài, chứ nếu mà riêng em thì anh sẽ tương tác. Tương tác nhiều, siêng năng luôn, siêng năng tương tác. Ừ. Hiện tại thì mẹ anh mất rồi, chỉ có ba anh thôi, anh ở chung với ba. Ở nhà Sài chỉ Gòn có hai cho con, hả? Đúng rồi, với lại hai chó nữa. Đừng nhắc không chó nữa. Nếu mà tính tới hôn nhân thì em có thể về nhà anh, về đổi của anh được không? Dạ được chứ. Nếu mà 2 năm nữa thì hai chó nó già rồi. Ấy là nó, ấy là nó già nó sẽ rụng lông, nhưng mà em nó sợ nó rụng lông. Làm sao rụng lông, có những nó lúc rụng. Nó già cũng không có rụng đâu em. Thì em cạo. Nữa cạo nữa. Còn cách nào khác không? Không cạo nhỏ hoài. Không có được nha. Cái vụ này tôi phản đối, nếu kẹt quá đem chó gửi nhà Hồng Dân hay gì cũng được. Nha. Em đứng lại. Mày nắm tay bạn gái. Đó, em nói đi. Hỏi em có ghen không? Em có ghen không em? Dạ có chứ, khi yêu ai cũng ghen á. Em bỏ suy nghĩ đi, anh không có lăng nhăng đâu. Anh sẽ bỏ thuốc, lâu lâu cho anh hút một hai điếu, sẽ giao với bạn bè được. Bị dị ứng mà. Cái này là anh đã hứa bỏ thì anh phải bỏ tuyệt đối luôn. Anh đứng gần một cái người mà hút thuốc lá em cũng ngửi ra được. Hát thính và mũi thính vậy. Anh phải đón được với con chó hả? Em thích nít không em? Dạ có chứ. Hỏi giờ mình giải quyết vụ chó sao em? Thôi bây giờ chịu chó để qua bên đi anh, để em về em xử lý sao. Thôi cứ nói gì luôn. Em nghe nói hình như anh lười làm việc nhà đúng không anh? Cũng nhà ba anh làm không à. Về ngủ à. Anh làm được hết đó mà, tại vì anh làm biết làm thôi. Làm. Dạ anh có biết nấu ăn không anh? Không. Em cũng biết nấu ăn rồi, cuối cùng ai nấu? Ăn cơm đường cháo chợ quen rồi em ra ngoài. Chó gì cho nó mệt. Khổ ông già không? Anh không biết nấu ăn, anh nuôi chó rồi. Cuối cùng chó anh nuôi hay ba anh nuôi? Thì mình ăn gì trộn cho nó ăn. Anh ăn cơm đường cháo chợ rồi. À thì nhà ba anh ăn gì thì trộn cho nó ăn. Vậy là ba anh nuôi rồi, giống ba anh nuôi nữa. Ba anh nuôi. Dạ. Anh thích nít lắm á, em thích con trai hay con gái? Dạ em thích con gái. Ừ giống anh, em thích con gái. Gái có nhiều tóc, dễ thương, giống như em này. Ủa con trai cũng có nhiều tóc rồi vậy anh? Con trai nó cũng có nhiều tóc nhưng mà nó quậy lắm. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau. Tân nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện, cảm xúc nãy giờ thế nào? Cảm xúc nãy giờ thì em rất là thích bạn nữ này rồi. Yêu ai cũng vậy, yêu anh đi anh cảm ơn. Mình đang đối diện với gia đình, với bạn bè, với người thân và hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể bấm trái con tim mình được. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là cả hai đã bấm nút. Nắm tay nhau nào. Anh không cái nhà má, má không la đâu. Má. Được hả? Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng.
Marcano phong thủy ngũ hành dưỡng khí thăng hoa. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn ạ. Đó, đi luôn, đó. Ô yểm của em thì nói ít nhưng mà em làm gì? Không làm được thì đừng nói. Rất là đỡ nhưng là vui vẻ, biết sống hòa đồng với mọi người và biết cảm thông mọi công việc. Trước khi yêu em, thương em thì phải thương đứa con trai của em trước. Được không em? Thương mẹ em phải gánh con luôn nha em. Được luôn. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi xin mời gia đình nhà gái. Rồi cưng. Mời nhà trai. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào tất cả các vị khán giả đang trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Nga, 39 tuổi. Công việc hiện tại của em thì em đang làm việc tại Bình Thạnh. Công việc em là quản lý về hệ thống chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, là chị Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay, chào nhà gái và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trịnh Văn Phúc, hiện đang làm bên xây dựng bên thị trấn Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Là bạn quê, gái là quê ở đâu? Quê ở đâu cưng? Quê mình? Dạ em ở Bình Phước ạ, à. Lộc Ninh, Bình Phước ạ. À. À Bình Phước luôn, vậy là hay quá. Trên đường em về sẽ ghé qua nhà anh ạ. À. Mình là quê Bình Phước là huyện nào? Em làm việc ở Bình Phước nhưng mà quê ở... Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tới, về để nói cho nhau mấy lời. Suối mai chiều sông ống đốc, đêm trắng kịp tới chờ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đó, quê ảnh đó. Ồ, chào em. Em có yếu điểm gì, có ưu điểm gì? Yếu điểm thì hay thích đi nhậu. Trời ơi. Rồi vợ kêu bỏ nhậu thì có chịu không? Chắc có thể được, giảm được. Giảm được hả? Dần tuần nhậu mấy lần? Thì anh em vui vui thì từng có thể nhậu 2-3 ngày. Rồi giờ mình vậy mình có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là như thích nấu ăn, thích đi du lịch. Rồi anh hỏi bên đây coi nào, bây giờ mình ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em thì nói ít nhưng mà em làm nhiều. Không làm được thì đừng nói. Mà đã làm thì phải là, đã nói phải làm cho được. Còn... ngược lại của anh đó, anh biết nấu ăn thì em rất là vụng về, tức là nấu được thôi chứ nấu không có ngon. Vậy là khuyết điểm đó. Dạ, khuyết điểm đó. Còn anh nó thích đi du lịch thì em lại ngược lại, em không thích du lịch. Em thích là đi làm về thì cuối tuần hoặc là ngày nghỉ á, của em này em sẽ dọn dẹp nhà cửa. Em trồng cây, trồng bông, trồng rau, nói chung là xung quanh nhà em thì toàn là cây bông không à. Ở dưới quê tức là em có làm trên đây nhưng mà cuối tuần em mới về. Các bạn đồng nghiệp nói chị Nga, sao chị Nga cứ rảnh cứ về hoài không biết mệt hả? Nhưng mà em rất là thích. Tức là về em nhìn cái nhà, em nhìn cây em là em đã thích rồi. Em không biết mệt. Rồi có thích cái người bạn đời của mình thích nhậu nhẹt kìa. Dạ không thích. Có chấp nhận không? Nhậu thì cũng như là đi làm việc thì cũng có xã giao nhưng mà cũng có giới hạn của nó thôi. Ừ. Chứ không thể nào mà nhậu xỉn xong về nhà rồi nằm đó. Nói chung là tất cả mọi thứ rồi bắt ói mửa ra, nói chung tất cả mọi thứ thì không thích. Và tuyệt đối là tuyệt đừng có hút thuốc. Tuyệt đối là không được hút thuốc. Trời. Em có hút thuốc không? Dạ không chị. Chỉ có nhậu thôi. Thì mới là vui vui thì cũng được, chắc được nửa lít. Ngọn bia chắc được 4 lon vậy. Nhưng mà mình nhậu xong rồi mình có... biết đường về không? Biết đường về hay mình có ói mửa gì không? Dạ biết cái đó không chị. Không có nhậu lầy đúng không? Dạ không. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ chung là 3 mối tình. Mối tình đầu chắc yêu đơn phương. Đơn phương? Dạ. Mối tình thứ hai thì được 3 năm. Còn mối tình thứ ba? Mình thứ ba tới 7 năm. 7 năm hả? Dạ. 7 năm tại sao chia tay? Hai người cãi nhau, người bạn gái nhắn tin là không muốn quen nữa. Rồi giờ bạn gái đâu rồi? Bạn gái dạy học có An Minh thứ 1. Chia tay lâu chưa? Đã được 5-6 tháng. Trời ơi, quen 7 năm mà mới chia tay 5-6 tháng. Rồi thí dụ giờ bạn gái quay lại nữa anh, hai mình quen lại rồi sao? Cái đó chắc không có thể đâu. Có thể hay không thể, khẳng định tiếng nè. Không thể chị. Không thể đúng mà không? Cũng quay lại cũng nhiều lần đó. Rồi để mình hỏi bên đây là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có 3 mối tình chính thức. Trong thời gian làm thì mẹ nói lớn tuổi quá rồi, 30 tuổi xong lấy chồng đi. Lúc này em có quen một anh thì em kết hôn lấy chồng.
vệ sinh được một đứa con. Nói chung là đang ở cử đó, thì em đọc được một tin nhắn là bồ nhắn cho anh. Như vậy thì em đã quyết định là em ly hôn. Tại vì mục tiêu em, cái chỉ tiêu em đưa ra ba yêu cầu phải làm được cho em khi mà kết hôn. Thứ nhất, khi lấy nhau là không xác định vào tiền của gia đình chồng, tiền đình vợ, mình phải tự kiếm ra. Thứ hai là khi anh bánh trả tiền em chấp nhận, nhưng mà đừng có mà có bồ bịch như thế đó. Em nhìn thấy khi em bắt thêm một cái thì mình sẽ ly hôn, không nói một câu nữa. Dạ, cái đó là quy tắc của em. Như vậy có nghĩa là em đã có con rồi? Dạ, có một bé được 6 tuổi em nuôi. Em con trai, con gái? Dạ, con trai. Đó là nói chung người... là cái đường tình của hai bên nó cũng trắc trở rất là nhiều. Đúng rồi. Người em gái ha. Chào anh. Anh nghe câu chuyện tình của em đúng cũng trắc trở. Thôi, bây giờ mình bỏ hết đi, chúng ta bắt đầu một cái mới. Trong thâm tâm em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung là ngay bản thân của anh đó, anh phải làm cho được cái tiền mà anh có thể lo được cho ngược lại cho bố mẹ của anh, lo cho bản thân của anh, và đơn giản anh phải lo được cho em. Nếu như mà em không làm việc, anh phải lo được cho em. Được không? Được em ơi. Được. Và điều thứ hai nữa là trước khi yêu em, thương em thì phải thương đứa con trai của em trước. Được không em? Thương mẹ phải gánh con luôn nha em. Được luôn. Gì nữa? Dạ, anh có con chưa? Chưa có vợ mà. Thôi mà chưa cưới. Quen 7 năm chưa cưới. Anh còn trong trắng. Gì nữa không em? À, dạ không. À, nói chung là em có một bé trai rồi. À, không cần anh hỏi thì em cũng muốn đề cập luôn là em rất là thích một em công chúa. Thích đương gái? Dạ, đương gái. Được không? Anh cũng thích gái nè em ơi. Mà được không? Được. Còn đàn trai muốn yêu cầu gì? Muốn có người phụ nữ như thế nào? Chồng em không cần gì đổi, nhưng mà em thích người phụ nữ nhưng mà vui vẻ, biết sống hòa đồng với mọi người và biết cảm thông mọi công việc. Khi làm cũng có bữa đi về trễ, về phía rồi đó, cũng phải thông cảm cho cái người chồng cái mấy chuyện đó, chứ đừng có ghen mà đi tối qua ghen anh, tối ngày đi mèo đi mỡ gì không, chết em luôn. Em cắt lời tí xíu, tức là anh đi trễ thì ok, tức là alo cho vợ là anh nên đi về giờ đó, hoặc là anh có một cuộc giao dịch, hoặc là anh tiếp với sếp hay tiếp với đồng nghiệp, nhưng mà cố gắng trong cái cuộc tiếp đó đừng có chênh vài trong đó. Nói chung đừng có là được không? Cái được, ok em. Ok luôn ha. Bây giờ hôm nay em gái đi với ai nào? Em đi với em gái, bạn đồng nghiệp, cũng như là tất cả các khách hàng mà chỗ mà em làm việc đó. Em ở đó gọi là ba mẹ đã ghé đến và đi cùng em. Rồi, mời đại diện nhà gái. Xin được chào MC Quyền Linh, Hồng Vân, và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi là khách hàng thân thương của cháu Nga. Theo như nhận định chung, tôi thấy bé Nga là tính tình chân thật, năng nổ, có sự quan tâm, nhiệt tình với mọi người, thể hiện qua việc làm hàng ngày của Nga, chăm sóc sức khỏe cho các cô chú ba mẹ. Nga sống rất là nội tâm. Còn bạn trai bên đây thế nào? Nhận xét tôi nhận định anh bạn trai ở đây thì ngoại hình thì cũng trung bình đó bé Nga. Thấy nét chân chất. Cái uống rượu thì hy vọng rằng nếu mà yêu thương nhau thì có thể giảm. Chứ mà đòi hỏi bạn mình bỏ thì hơi bị khó. Đó là cái công việc. Hy vọng rằng qua cái buổi tìm hiểu hôm nay, hai bạn cùng nhấn nút để cho nhau cơ hội tìm hiểu và có thể đi đến một kết quả thật tốt đẹp cho hai bên. Rồi, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Đi mấy đứa em làm chung công ty. Con chào chú Quỳ Linh. Chào cô Hồng Vân. Chào cô. Chào khán giả trong trường quay. Em làm chung với anh Hai Phúc trong công trình, em gọi là anh Hai. Chị yên tâm đi, ổng ít nhậu lắm. Ổng đi nhậu tụi em, ổng nhậu được hai ba lon là ổng ngưng rồi. Đi mà thí dụ tiếp khách thì chắc cũng không có chân dài đâu. Có tụi em chân dài thôi chứ không có chân dài đâu. Thấy nhà gái có hợp với anh trai không? Dạ, được anh này. Được ha. Rồi, cảm ơn em. Được đến hai à. Mở rào. Tặng quà. Rồi, em cảm ơn anh. Trời ơi, cái bó quà cũng gửi anh một phần quà. Dạ, đây là có món quà thì chỗ em làm là sức khỏe, cho nên là với em là sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe thì có mọi thứ. Vâng em. Trời, rung rồi, gặp chúng sấm sét ái tình rồi rung rồi. Em thấy anh có được không em? Em thấy anh thì chuyển chẹt, anh làm bên công trình thì chắc là nắng nhiều quá chứ. Em đã đen rồi mà em thấy anh đen hơn em nữa. Anh thì khi mở vào ra thì anh thấy những cái lời em nói đó, với lại trước mặt anh là em, thì anh thấy em có là cái mẫu người mà anh cần chọn hay không? Được em.
Bây giờ ví dụ mà mình kết hợp với nhau có đứa con gái đó được không? Anh nhậu quá trời, em sợ không có con đó. Sức khỏe. Cho nên em mới suy nghĩ lớn tuổi, em cũng lớn tuổi gần 40 rồi, em mới tặng cái tinh dầu thông để tăng cường sinh khí. Cái đó nếu có thêm càng tốt anh. Em sức khỏe anh càng tốt lắm. Nãy giờ nhìn bạn gái bên kia, em có chút rung động gì không? Rung động nhiều luôn anh. Rung động nhiều hả? Em thấy thương quấy ở tim rất là thật luôn. Thành thật luôn hả? Em thấy em thương cô gái ở điểm nào? Thấy là rất vui vẻ rồi. Rồi bây giờ tiến tới bạn gái, tiến tới mạnh dạn nắm tay bạn gái lên nào. Đó. Nói về đi. Anh lạnh quá. Nắm rung, hai tay. Rung, rung, rung giờ tim rung. Xin phép bác cho dạ con nắm tay em. Thôi coi chương trình cùng em hát một bài đi, hát bài rất là vui. Được không? Cùng vỗ tay với em được không? Hát đi, em hát tặng anh đi. Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái. Cười lên đi cho thoải mái tâm hồn. Cười lên đi cho người ta thoải mái. Thoải mái tâm hồn ta hãy cười lên đi ha. Cười đi sống nhìn đi chứ vậy. Bây giờ đố anh dám ôm cổ con gái đó. Chặt vô thử coi. Thấy sao? Ấm lắm anh. Rồi, được rồi, về chỗ đi nào. Rồi, giờ đếm nha. Sau 3 tiếng đếm á, cảm thấy là không thể không bấm được thì bấm nghe. 1 2 3 Cái cú ôm sau cùng của ông Quyền Linh á là làm cho cô này cô bấm đó. Hứa đi, anh hứa gì đó. Hứa sẽ ghé thăm anh thường xuyên. Những gì anh hứa sau này anh sẽ làm hết sức. Mình gán kiếm hai ba đứa gái nữa em. Dạ, xin phép gia đình nhà gái cho anh được phun nha. Quyết liệt nào. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Cảm giác nó còn hơi rung. Hơi rung làm lại cái nữa cho nó hết rung thôi. Hả? Làm lại cái nữa coi. Bên nào anh? Mạnh lên hai bên. Bên nào cũng được. Mạnh lên miết vô. Hết rung chưa? Còn chút xíu. Còn nữa hả? Trời ơi, này là anh Giang nè. Này là anh Giang nè, rung hoài. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi chúc các bạn hạnh phúc. Đó, đè tới đây đưa cho nè. Nhớ lấy thuốc rồi về uống kìa. Đó. Rồi qua đây chú chào một cái. Rồi. Đi thẳng vô ghế ngồi tâm sự. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ từ chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HT7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tạm biệt.
em rất là thích nam mà biết nấu ăn, tại vì có thể là cùng em nấu. Thì anh biết nấu mà, có thể ăn được hay không thôi. Hai người cùng nấu ăn, tại vì em thích như vậy lắm. Với lại em thấy nam thường thường nấu ăn rất là ngon. Ở nhà lâu lâu bố em nấu cũng ngon, với lại nó vui, nó lạ lắm. Khuyết điểm lớn nhất của em thì em cảm thấy là em có sự hời hợt, cũng lười suy nghĩ, lười ghi nhớ đi xíu. Thường em rất là nhanh quên và em không có để ý lắm đến lời người khác nói. Dạ, thì mối tình đầu tiên thì em đơn phương 7 năm, lúc đó là do em nhát quá. Trời ơi, em không nói 7 năm luôn. Dạ, còn ba mối tình kia thì em có nói nhưng mà kiểu như là xin lỗi, chỉ là bạn bè thôi.